cái gì nói vậy con? Năm cái da lợn. Dạ, năm da. Đấy, cô sẽ sau khi mà cô đầm xôi xong thì cô sẽ cho một cái lớp cá ré lên trên vậy đấy. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Tối hôm nay bây giờ là 18 giờ nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tri Phương nha các bạn. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ với quý vị các bạn một cái xe xôi ca ré. Cô chú bán ở đây là cũng gần nửa thế kỷ ở Sài Gòn rồi các bạn. Xôi ca ré của người Hoa nha các bạn. Đây, hiện tại Kiên đang đứng ở ngay cái ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tri Phương. Đây cái xe xôi ca ré của chúng ta này. Đấy. Các bạn thấy không? Cái xe này thì rất là nổi tiếng rồi nhá. Nhưng mà lâu lắm rồi thì Kiên cũng không có ăn thưởng thức xôi ca ré. Hôm nay thì đi mua xôi ca ré thưởng thức và quay lại cập nhật lại để quý vị các bạn theo dõi, tham khảo thêm nhá. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong xem cô chú đang làm xôi ở đây nha quý vị. Đây quý vị các bạn thấy là đây là một cái xe xôi ca ré, xôi sim rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Chúng ta thấy cái xe thôi mà nhìn cũng thấy là cổ rồi ha. Cái xe bằng gỗ các bạn ạ. Ở đây địa chỉ ở đây là số 451 đường Trần Phú. Ở bên đây là phường 7 quận 5 nhé. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào bên trong xem ở đây này. Rất là nhiều đây các bạn thấy không, nhìn đẹp mắt không. Chúng ta sẽ vào hỏi cô xem là đây mình cô bán những loại xôi gì. Con chào cô, con chào chú. Đây cô chú đang bắt đầu gói xôi các bạn ạ. Cô nhà mình là bán xôi sim với xôi ca ré rồi cô nhỉ? À nó hỏi chú đi ha. À con chào chú. Yeah. Chú ơi, nhà mình bán xôi này là xôi gì chú? Xôi ca ré. Xôi ca ré. Dạ. Bây giờ mình bán ở đây được lâu chưa chú nhỉ? Dạ đâu rồi, 50 mấy năm rồi. Năm mấy năm rồi? Dạ. Ở đây mình bán từ mấy giờ chú? 6 giờ chiều bán tới 11 giờ. 6 giờ chiều tới 11 giờ. Dạ. Dạ. Anh thấy là xôi nhà mình là nấu mình cứ đùm bằng lá chuối chú à? Dạ. Một phần như vậy là bao nhiêu chú? Xôi thì 20.000 gói, bánh thì 6.000 cái, tầm giá so bánh. Xôi là 20.000, bánh là 6.000. Bên dưới là mình có những loại bánh gì chú nhỉ? Có rau câu. Rau câu thì có 6 vị. Dạ. Đậu xanh, da đợn, khoai mì, hột gà. Dạ. Dạ. Rau câu là 6.000 cái. Bánh 6.000 hết. Bánh đồng giá. Mỗi xôi là 20.000 thôi. Dạ. Đây bắt đầu là giờ chúng ta sẽ xem cô chú bán cho khách nhé. Ở đây là những cái đùm xôi là cô chú sẽ gói bằng lá chuối như này nè các bạn này. Đói. Gói bằng lá chuối như này. Thế này là ca ré này. Đói. Ca ré là cô cũng gói bằng lá chuối luôn cô ha. Dạ đúng rồi. À. Đó. Đấy. Cô sẽ sau khi mà cô đùm xôi xong thì cô sẽ cho một cái lớp ca ré lên trên vậy đấy. Đó, bắt đầu cô gói lại. Một phần này là 20 cô nhỉ? Dạ, dạ. 20. Còn rau câu bên trong là cứ 6.000 một miếng thôi. Và rất là nhiều loại vị đâu. Bên này là cái thau xôi chú ha. Dạ. Thau xôi bên này này, đó. Quá là hấp dẫn luôn. Ở đây nhà chú bán một tháng có nghỉ ngày nào không chú? Dạ, mấy ngày gần đến thì nghỉ. Dạ. Nghỉ giờ ngày giống như trung thu tết đoan ngọ vậy á. Dạ, tết đoan ngọ trung thu với lại. Dạ. Tết ta nghỉ đúng không? Đúng rồi. Là ngày nào cũng bán? Dạ, ngày nào cũng bán hết. Đây là nhà mình làm hết hả chú? Dạ, ở nhà tự mình làm hết. Dạ. Đấy. Bây giờ là cái giờ này là cô chú cũng chưa đông khách đâu. Cái giờ đông khách của cô chú có nghĩa là khoảng 8-9 giờ ấy. Đấy. Đấy, khi mà khách chưa đông quá thì cô chú sẽ gói xôi rồi đừng mua lá chuối như vậy đấy.
Đấy. Chú là người gói xôi, cô cho cá ré vào, bắt đầu cô đùm lại. 4 cái da lợn. 4 da lợn. Rồi. 4 da lợn. Ở đây là có xôi sim, da lợn. Ở đây kia thấy là có bánh đậu xanh luôn chú ha. Dạ, đậu xanh, da lợn. À, đậu xanh, da lợn nữa. Bên dưới là rau câu. Khoai mì. Khoai mì nữa, bánh khoai mì cũng có luôn. Đấy, khoai mì không ăn. Đấy, ở bên trên là có đậu xanh, da lợn, khoai mì. Còn bên dưới là rau câu 6 loại. Dạ, 1, 2, 8 ạ. Nó hơi tối rồi, kìa sẽ lấy cái đèn nên là các bạn xem. Đấy, hấp dẫn lắm. Nói chung là bánh bánh với lại rau câu nhà cô chú làm nhìn rất là đẹp mắt luôn các bạn. Lâu để có nước cốt dừa chú à? Dạ. Những để múc không có dính. Cái gì nói đi, vậy đi cứ mua bình thường đi. Cái gì nói vậy cô? 5 cái da lợn. Dạ, 5 da. 5 da lợn. Khoai mì. Cái gói. Cái gì vậy? Rau câu. Rau câu. Nhãn, củ năng. Nhãn, củ năng với... Dừa, cacao. Dứa. Có bắp cacao. À, rau câu là chú là có nhãn này, củ năng này, dừa này, cacao này, dứa này. Dạ. Mỗi loại 5 cái. Dạ, lợn thì 5 da. Có bắp khoai mì không? Nhãn, củ năng, dứa. Năm. Nói chung là cô chú bán là khách cũng khá là đông nha. Mà giờ này chưa phải là giờ đông nhất đâu. Mấy gói? Một gói. Đây, khách đang xếp hàng mua rồi các bạn. Khách xếp hàng mua. Xe bánh của cô chú hấp dẫn ha, xe xôi, xe xôi là bánh rồi thạch rau câu, thạch rau câu. Cái này có em gái em đang hôm em cuốn rất là dễ thương. Lấy gì anh trai? Lấy con lấy sao nó giờ chú lấy cho con một phần xôi nhé, với lại rau câu mỗi thứ cái nhé, con ăn ở đây luôn. Rau câu là 6.000 một cái ha. Dạ dạ dạ. Cho con ăn ở đây luôn hả? Dạ, không con ngồi cái bàn này con ăn luôn. Lấy con đĩa không cho con cái đĩa. Cho nhờ xíu không sao đâu. Đấy, hấp dẫn không? Giờ mình ngồi đây mình nhờ mình ăn luôn. Cô chú bán này không có chỗ ngồi rồi các bạn. Mình ngồi nhờ cái quán hủ tiếu. Đấy.
Đấy. Đấy, một đĩa rau câu với lại một phần xôi ca ré. Đây quý vị ơi, Kiên gọi một cái đĩa rau câu là cái thấy là có 6 vị nhá, rau câu 6 vị. Cái này là một cái phần xôi ca ré này, phần này là 20.000, rau câu này là 6 vị, 66 36 là tổng cộng 56.000 nhá. Đây cô chú bọc bằng lá chuối này rất là hấp dẫn luôn này. Rồi Kiên mời quý vị cùng thưởng thức với Kiên nhá. Mình ăn ở đây cũng lần này lần thứ hai rồi đó, nhưng mà trước đây thì mình chỉ ăn xôi, không có ăn rau câu, hôm nay mình ăn rau câu. Đây đầu tiên Kiên sẽ ăn thử cái món xôi cá ré này trước nhé. Bên trên là một cái lớp cá ré này. Đầu tiên là Kiên phải cảm nhận là cái cá ré ở đây á, ăn nó không có bị ngọt quá nha. Nhiều chỗ mình thấy là cá ré rất là ngọt, nhưng mà đây là cá ré vừa ăn lắm, nó không có ngọt quá, rất là thơm béo. Nhà miếng xôi này các bạn. Xôi thì mềm, không có nhão, mềm vừa ăn. Phải nói là cá ré rất là ngon. Mời quý vị các bạn nhé. Nói chung cái món này chỉ ăn chơi thôi, cái ăn no là mình mua thêm rau câu với lại bánh da lợn, bánh đậu xanh mình ăn no. Xôi này nếu mà ăn no là phải mua 2-3 gói. Xôi nóng rất là ngon. Tôi ăn thử cái phần rau câu nhé. Đây là rau câu nhãn này. Đây cái này là rau câu nhãn. Rau câu nhãn này ăn thơm lắm. Ăn nó thơm mà nó giòn chật chật đó các bạn. Rau câu ở đây ăn nó mình thấy là rất là ngon. Đây mời quý vị các bạn nhé. Cái này là rau câu nhìn giống trứng các bạn. Đây là hình dạng. Không, rau câu này ăn ngon, nó không có bị ngọt quá đâu. Còn rau câu củ năng. Rất là ngon. Ừ.
như là rau câu dừa này. Dừa là ăn hơi ngán, ăn béo. Kiên ăn một phần xôi với lại một cái đĩa rau câu này là no luôn. No luôn. Rất là ngon. Này cái này có cái gì sóc nó dễ, cái muỗng này khó khó lấy quá. Thế là cô chú bán là không kịp nghỉ luôn á, rất là đông khách, có con gái ra phụ luôn á. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé. Nên sẽ để địa chỉ dưới phần mô tả video để quý vị các bạn có dịp thì mình ghé thưởng thức nhé. Trong những cái xe xôi cá ré, xôi sim, rồi rau câu. Xe này của cô chú gốc Hoa bán rất là ngon ở trên đường phố Sài Gòn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.